Serum trị nám pu keo plus có thật sự tốt không là câu hỏi được rất nhiều chị em quan tâm, bởi nhiều chị em bị nám muốn sử dụng sản phẩm nhưng vẫn còn sợ. Vậy sản phẩm có thật sự tốt hay không? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá ngay trong bài viết này các bạn nhé. Một đôi nét về serum trị nám pu keo plus. Serum pu keo plus là một sản phẩm trị nám tàn nhang được rất nhiều chị em tin dùng hiện nay. Sản phẩm của thương hiệu pu keo plus đến Hàn Quốc. Với dây chuyền đạt chuẩn, công nghệ sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc và thành phần 100% thảo dược thiên nhiên. Serum Pu Keo Plus được rất nhiều khách hàng đánh giá cao về chất lượng trong điều trị nám, tàn nhang và đồi mồi. 2. Thành phần Serum Pu Keo Plus trị nám tàn nhang. Serum Pu Keo Plus có chứa thành phần chính là nhân sâm và arbutin, giúp tối ưu chức năng rút sạch chân nám, căng mịn da. Ngoài ra còn có chiết xuất hoa mẫu đơn, chiết xuất dâu tằm, chiết xuất nha đam, giúp trắng hồng da tự nhiên. 3. Công dụng của serum trị nám Pu Keo Plus. Điều trị nám, tàn nhang, đồi mồi, giúp rút sạch chân nám, tàn nhang tận gốc bên trong da. Làm da trắng hồng tự nhiên. Dưỡng ẩm, chống lão hóa, giảm nếp nhăn hiệu quả. 4. Serum Pu Keo Plus trị nám tàn nhang có tốt không? Serum Pu Keo Plus có thật sự tốt không có lẽ là câu hỏi mà mọi người muốn biết đáp án nhất. Bởi suy cho cùng chúng ta đều muốn tìm sản phẩm trị nám tàn nhang với độ hiệu quả cao. Sản phẩm được chuyên gia đánh giá rất cao và đã được rất nhiều khách hàng sử dụng cho phản hồi thật sự tốt. Chỉ sau 1-2 tuần các hắc tốt sẽ được hút sạch hết lên bề mặt da và bị loại bỏ ra ngoài. Ngoài tác dụng trị nám, tàn nhang đồi mồi, Serum Pu Keo Plus còn có tác dụng dưỡng ẩm, làm trắng da rất tốt. 5. Review Serum Pu Keo Plus trị nám, tàn nhang. Rất nhiều chị em âu lo về sự xuất hiện của nám, tàn nhang và mong muốn tìm được phương pháp khắc phục hiệu quả. Với sứ mệnh xua tan nỗi lo nám, tàn nhang đồi mồi, Serum Pu Keo Plus đem đến nhiều công dụng hiệu quả. Dưới đây là những đánh giá thực tế của khách hàng về serum trị nám Pu Keo Plus. 6. Cách sử dụng serum Pu Keo Plus trị nám, tàn nhang và một số lưu ý cách sử dụng serum trị nám Pu Keo Plus. Bước 1. Lấy một lượng serum vừa đủ vào lòng bàn tay. Bước 2. Thoa đều lên toàn bộ mặt hoặc vùng da bị nám, tàn nhang. Bước 3. Massage da mặt để serum phát huy tác dụng tốt nhất. Những lưu ý. Có thể thực hiện các bước chăm sóc da sau khi serum khô hẳn. Sử dụng một ngày 2 lần sáng và tối trên toàn mặt hoặc những vùng da bị nám, tàn nhang. Sau khi sử dụng, bạn nhớ đậy nắp kính để không ảnh hưởng đến tác dụng. Khi thấy da có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào với sản phẩm, hãy ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa. 7. Serum Pu Keo Plus trị nám, tàn nhang giá bao nhiêu? Hiện tại trên thị trường, sản phẩm Serum Pu Keo Plus đang được bán chính hãng với mức giá niêm yết là 295.000 đồng một chai. Lời kết: Serum trị nám Pu Keo Plus hoàn toàn là lựa chọn tốt và an toàn cho những ai đang có nhu cầu điều trị nám, tàn nhang, đồi mồi và da không đều màu các bạn nha. Mong rằng bài viết sẽ cung cấp những thông tin hữu ích giúp các bạn có thể lựa chọn được sản phẩm trị nám, tàn nhang hiệu quả, đảm bảo an toàn cho da. Các bạn có thể để lại bình luận phía dưới bài viết để chia sẻ trải nghiệm của mình về sản phẩm để mọi người cùng biết và sử dụng nhé.